Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm thạch thạch rau câu chả matcha nhé. Đây có bột rau câu đây các bạn ạ, thì bột rau câu matcha đây, thì mình dùng với sữa tươi, các bạn là dùng cho mình khoảng 300g sữa tươi, và mình cho vào đây khoảng 30g chả rau câu các bạn nhé. Mình dùng sữa tươi này là sữa tươi có đường các bạn nhé, nó để vì con nhà mình thích ăn ngọt, và các bạn cho mình rau câu vào để mình hòa tan cái bột rau câu này nhé. Các bạn là chuẩn bị cho mình một ít son này để mình đun bột rau câu lên nhé. Nước con này lên để thành thạch, thì các bạn là chắt cho mình nhá, để cho cái bột rau câu này của mình nó tan ra. Rồi bây giờ mình sẽ cho lên bếp mình nấu cái hỗn hợp rau câu này nhé. Đây các bạn đun sôi cho mình hỗn hợp rau câu này, mình đun với nửa thìa. Các bạn quấy để cho cái rau câu này nó tan ra nhé, rồi cùng với sữa. Bạn chỉ cần đun sôi nó lên thôi. Sau đó thì các bạn chuẩn bị một khuôn cho mình nhé. Đây các bạn, khi nồi nước rau câu của mình đã sôi thì các bạn tắt bếp cho mình nhé, và để mình cho ra cái khuôn. Đây các bạn chuẩn bị cái khuôn như kiểu cái khay đá đấy các bạn ạ, mình đã lấy cái khay đá và bây giờ mình sẽ múc ra. Các bạn để nguội cho mình, và sau đó thì mình sẽ cất trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 giờ các bạn nhé. Thì mình có thể lấy ra là dùng được thôi. Các bạn đem cất trong ngăn mát tủ lạnh cho mình tầm 2 giờ nhé. Sau đó thì mình sẽ lấy ra để mình dùng nhé. Đây các bạn, sau khi mình để trong ngăn mát được 2 giờ các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ lấy thạch ra các bạn ạ. Cho ra đĩa cho mình nhé. Đây các bạn, những viên thạch đây.
Đây các bạn ạ, thành phẩm của mình sau khi làm xong đây là một đĩa thạch như thế này. Nhận nhé, rất ngọt và mát các bạn ạ. Khoảng 30g bột thạch rau câu matcha các bạn nhé. Và 300ml sữa tươi có đường. Là các bạn đã có thể làm được thạch như thế này rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình.